Anh em nào mà chơi thể thao hay là yêu thích những cái chiếc đồng hồ thông minh ấy, thì chắc hẳn mỗi khi mua các bạn đều sẽ rất đắn đo bởi những điểm đó chính là về ngoại hình, thiết kế, các tính năng theo dõi sức khỏe và các tính năng thể thao đúng không? Cùng với đó là làm sao để chọn ra được một chiếc đồng hồ nó vừa đẹp, nó vừa tốt, vừa ngon. Cùng với đó là nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta một thời gian sử dụng thực tế pin dài mà mới phải sạc. Thì đó là cái điểm mà mình cũng đang rất là đau đầu và đáng cân nhắc khi mà mua đồng hồ thông minh. Tuy nhiên khi mà mình trải nghiệm cái chiếc Huawei Watch GT 5 Pro này thì mình thấy rằng mọi cái vấn đề đó đều được xử lý một cách cực kỳ là tốt. Từ những cái tính năng liên quan tới theo dõi sức khỏe này, các tính năng thể thao này, cùng với đó là thời lượng pin, thì nó đều đáp ứng được lại cho mình những cái nhu cầu rất là tốt. Vậy thì thực tế chiếc đồng hồ này nó có những trải nghiệm gì mà mình lại khen từ nãy đến giờ như vậy? Thì trong video ngày hôm nay hãy cùng mình làm rõ nhé. Ok, đi vào yếu tố đầu tiên, đó chính là về thiết kế, ngoại hình cũng như là cảm giác đeo. Thì điều đầu tiên mình muốn khen đó chính là về thiết kế. Cái mặt đồng hồ mặc dù là có kích thước khá lớn, 46mm nha. Bình thường thì mình sẽ chỉ đeo những chiếc đồng hồ có kích thước đồng hồ tầm khoảng là 40, 42, cao lắm thì sẽ là 43 hoặc là 45 thôi. Nghe cái kích thước thì khá là lớn đúng không? Nhưng mà khi lên tay mình là một người đàn ông nam giới, mình nghĩ là cái cổ tay của mình cũng thuộc dạng trung bình thôi, không quá to. Nhưng mà anh em nhìn này, khi mà lên tay nhá, trông rất lực, rất men. Và với những anh em nào mà chơi những cái bộ môn như kiểu là chạy bộ này, gym hay là cầu lông như mình đang chơi ấy, thì mình thấy các bạn chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo phông, quần short, cùng với đó là đeo chiếc GT 5 Pro này thì trông anh em đã rất rất là lực rồi. Cái điểm tiếp theo mà mình muốn nói tới ấy, đó chính là cái mặt đồng hồ bát giác cực kỳ đẹp. Nó góc cạnh, nó nam tính nhưng mà nó vẫn toát ra được một cái vẻ nào đó rất là lịch sự. Bởi vì sao? Chất liệu được hoàn thiện trên em này hoàn toàn là titan nhá. Và cái cảm giác khi mà các bạn đeo nó vào ấy, nó men dã man luôn. Và chắc chắn nếu các bạn cũng giống như mình, thích một chiếc đồng hồ nó có ngoại hình vừa cần phải sang trọng, lịch sự nhưng mà cũng toát ra được cái sự nam tính mạnh mẽ, thì chắc chắn GT 5 Pro nó thừa sức đáp ứng được điều này. Và dĩ nhiên với những cái phiên bản GT 5 ấy thì cũng có phiên bản dành cho các chị em nữ nha. Mình thấy rằng đây cũng là một cái phối màu nó rất trong trắng, nó rất đẹp, nó nhẹ nhàng hơn so với cả cái phiên bản mình đang đeo. Nhưng mà mình sẽ không muốn người yêu mình biết tới cái chiếc đồng hồ này, bởi vì chắc chắn là mình sẽ phải mua cả hai. Với cái chất liệu được hoàn thiện từ titan ấy thì mình thấy rằng nó không chỉ đem lại cái sự cao cấp đâu, mà cái cảm giác đeo thì cũng rất là nhẹ nhàng, thoải mái nha. Nó không quá nặng, quá cấn và xảy ra hiện tượng hằn mạnh lên cái phần cổ tay của mình. Cái cảm giác đeo của mình khi mà chơi những bộ môn thể thao, ví dụ như là chạy bộ hay là cầu lông ấy, thì mình thấy rằng nó rất là thoải mái, bởi vì cái tay thuận của mình là tay phải, thành ra là mình có thể đeo tay trái được. Mà mỗi khi mỗi cái động tác mà mình giơ lên hay là mình hạ xuống, hoặc là kể cả mồ hôi có đi qua cái phần mặt đồng hồ này nhá, thì nó cũng không xảy ra hiện tượng đó chính là khó chịu, ngứa ngáy hay là cấn gì cả. Trên phiên bản này thì dây đeo sẽ được hoàn thiện từ silicone, cái cảm giác đeo của mình là nó nhẹ nhàng, thoải mái. Và dĩ nhiên rồi, chiếc đồng hồ này sẽ có khả năng kháng nước, thế nên là mình cũng đem nó theo để đi bơi luôn. Và dĩ nhiên là mọi cái thông số liên quan tới các tính năng tập luyện thể thao như là đi bơi này, chạy bộ hay là đánh cầu lông thì mình sẽ để hết ở trên màn hình để các bạn có thể tiện theo dõi. Ngoài cái phiên bản dây silicone này ra thì chúng ta cũng có rất nhiều những phiên bản dây khác mà các bạn có thể kết hợp vào đeo cho nó phù hợp với cả từng hoàn cảnh khác nhau. Nhưng với cá nhân mình là một người rất hay tập luyện thể thao và đi ra ngoài chỉ đơn giản là quần short hay là quần dài, thêm một chiếc áo phông sắn gấu ống tay này lên thôi, thì mình sẽ chọn phiên bản dây silicone bởi vì cái cảm giác đeo của nó thật sự rất là tốt. Một điểm cộng nho nhỏ trên cái phiên bản GT 5 Pro năm nay nữa, đó chính là cái phần dây đeo này, các bạn hoàn toàn có thể tháo rời nó một cách cực kỳ là dễ dàng nha. Có sẵn một cái nút ấn ở đây, anh em chỉ cần nhấn một cái, thế là chúng ta đã có thể tháo ra được rồi. Và chúng ta không mất quá nhiều thời gian để tháo cái dây này ra đâu. Như mình đã chia sẻ ở đầu video, điểm cộng của chiếc đồng hồ này đó chính là kích thước màn hình lớn lên tới là 46mm. Và dĩ nhiên rất nhiều anh em sẽ lo ngại là ui, thế cái màn hình lớn thế này mà chẳng may chơi thể thao này, hay là chúng ta mở cửa ra đóng cửa vào mà chẳng may nó quẹt vào cái màn hình này, thì liệu nó có sức hay không? Câu trả lời là rất khó nha, bởi vì đây là một cái màn hình được làm từ sapphire. Với cá nhân mình ý, những cái thao tác mà các bạn vuốt chạm này hay là di chuyển nó đa nhiệm thì phải nói rằng đây là một cái màn hình phẳng, thế nên là mọi thao tác của chúng ta đều rất là dễ dàng. Nên mình thấy đây là một cái màn hình có kích thước đủ lớn để mình có thể đọc tin nhắn này, xem các thông báo, thậm chí là nghe gọi và trả lời trực tiếp trên cái màn hình này. Cái điểm hay ở đây đó chính là với Harmony OS thì mình có thể nhận được đầy đủ tất cả các thông báo từ Zalo, Telegram, và các bạn có thể nghe gọi trực tiếp lên chiếc đồng hồ này luôn. Đây là một cái điểm cực kỳ ngon nghẻ với những anh em nào mà sử dụng nhiều điện thoại như mình. Hiện tại thì mình đang có sử dụng cả iOS và Android, thì dĩ nhiên là việc đa nhiệm và sử dụng với nhiều điện thoại trên một chiếc đồng hồ này mà dữ liệu vẫn được đồng bộ thì là một cái ưu điểm cực kỳ lớn, đúng không nào?
Và chắc chắn các bạn đang xem video cũng rất quan tâm tới một cái yếu tố quan trọng, đó chính là về thời lượng pin. Thì câu trả lời của tôi dành cho anh em đó chính là chiếc đồng hồ này thừa sức có thể đạt được thời lượng pin sử dụng thực tế là 1 tuần, kể cả khi các bạn nhận thông báo này, nghe gọi trực tiếp hay là chúng ta có kết nối tới 2-3 cái điện thoại thì nó vẫn đáp ứng được. Rồi, chuyển sang với các bài tập hay là các tính năng theo dõi sức khỏe đi. Thì mình muốn nói tới đây đó chính là khả năng theo dõi luyện tập trên một chiếc đồng hồ thông minh như thế này thì nó sẽ có thể làm được gì. Với một chiếc đồng hồ trong phân khúc khoảng 6-7 triệu mà có GPS Dual Band thì với mình đây là một chiếc smartwatch quá là ngon rồi. Khi mà các bạn tập luyện thì dù bất cứ môn thể thao nào gần như là chiếc đồng hồ này cũng có đáp ứng đầy đủ cho anh em luôn. Với mình không phải là một người chơi thể thao quá là chuyên nghiệp, nhưng mà mình cũng chơi khá là nhiều bộ môn. Thì ví dụ như là cầu lông, bóng bàn, chạy bộ hay kể cả là bơi lội thì nó cũng có đầy đủ các tính năng đó. Bên cạnh đó, một cái yếu tố rất quan trọng là nó sẽ báo được đầy đủ các kết quả, các chỉ số liên quan tới nhịp tim này, sức khỏe, hơi thở của anh em sau mỗi bài tập. Năm nay thì Huawei có trang bị cho hệ thống tập luyện của mình một cái cảm biến mới mang tên là TrueSense. Với khả năng đó chính là theo dõi chuyên sâu hơn các chỉ số, nó không chỉ dừng lại ở các chỉ số thông thường, ví dụ như là lượng calo tiêu thụ này, mà nó còn đem đến cái khả năng theo dõi trực tiếp chính xác hơn, ngon hơn rất nhiều từ GPS băng tần kép. Và ngay cả với những cái bộ môn thể thao chuyên nghiệp hơn như là golf hay là lặn sâu lên tới là 40m đi thì GT5 Pro nó cũng hỗ trợ luôn anh em nhé. Dĩ nhiên mình sẽ chỉ chơi những cái bộ môn rất là cơ bản thôi, nhưng mà với những người dùng chuyên nghiệp, những anh em mà thích chơi thể thao chuyên nghiệp ấy, thì nó vẫn hoàn toàn có những cái tính năng giúp chúng ta theo dõi các chỉ số đó một cách dễ dàng. Với việc theo dõi sức khỏe thì năm nay GT5 Pro cũng đã nâng cấp cái cụm cảm biến mới của mình, đó chính là TrueSense. Ở phía dưới đáy như thế này, các bạn hoàn toàn có thể thấy được nó, và nó đã được bổ sung thêm một tính năng nữa, đó chính là đánh giá sức khỏe cảm xúc, khá là đặc biệt nha. Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ đưa ra cho chúng ta những cái lời khuyên khi mà chúng ta tập luyện thể thao xong. Đây là một cái tính năng mình nghĩ rằng rất thiết thực với những người tập luyện thể thao. Ngoài ra, với các tính năng khác như là theo dõi giấc ngủ đi, thì mình thấy năm nay nó cũng được làm chi tiết hơn và phân tích rất là sâu từng giai đoạn giấc ngủ, từng giai đoạn REM 1, và đưa ra cho chúng ta những cái lời khuyên liên quan tới giấc ngủ nếu mà các bạn có xảy ra cái hiện tượng đó chính là thay đổi thời gian ngủ. Các tính năng đi kèm ví dụ như là đo SpO2 hay là theo dõi nhịp tim các thứ thì vẫn sẽ có đầy đủ, và các kết quả hay là chỉ số thì đều sẽ được hiển thị rất là chi tiết trên đồng hồ và app để các anh em có thể tiện theo dõi nhá. Ok, tổng kết lại với Huawei Watch GT 5 Pro thì đây là một cái phiên bản đồng hồ mình có rất nhiều cảm xúc với nó. Không chỉ là những cái tính năng liên quan tới tập luyện thể thao, các chỉ số hay là các lời khuyên mà nó đưa ra đâu. Ngay từ thiết kế là mình đã rất yêu em này rồi, cực kỳ nam tính, khỏe khoắn và mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì cái thời gian sử dụng pin thực tế của nó cũng đem lại cho mình một cái trải nghiệm hoàn toàn tuyệt vời. Mình hoàn toàn có thể di chuyển hay là đi du lịch trong tầm khoảng 1 tuần mà không nhất thiết phải đem theo dây sạc, cùng với đó là lo lắng xem là bao giờ chiếc đồng hồ này mới hết pin. Bên cạnh đó thì GT 5 Pro gần như là một cái mẫu smartwatch rất là toàn diện ở trong phân khúc này rồi, từ các tính năng theo dõi sức khỏe, ngoại hình cho tới các tính năng đi kèm nữa, và trải nghiệm đeo và thiết kế thì mình cũng rất thích em này. Với cá nhân mình thì Huawei Watch GT 5 Pro gần như là một cái phiên bản rất toàn diện ở thế giới đồng hồ thông minh ở thời điểm hiện tại, trong phân khúc từ 6-7 triệu đồng. Và với chiếc đồng hồ này thì Huawei hoàn toàn có thể tự tin khẳng định thêm một lần nữa, GT 5 Pro là một chiếc đồng hồ tốt nhất trong phân khúc từ 6-7 triệu đồng, và họ vẫn là một hãng sản xuất smartwatch cực kỳ ngon.